Quý khách shop sẽ test bộ vô lăng lại có chân đế à, này có hai bản, phiên bản đế lớn và phiên bản đế nhỏ. Đây là phiên bản đế nhỏ nè, gồm có vô lăng nè, cần xi nhan nè, bên này là cần gạt nước nè, bộ số nè. Bộ số thì nó sẽ gồm 6 số. Đây là 6 số, là số 1 nè, số 2 nè, trả ra lên thẳng là số 3 nè, xuống là số 4 nè, trả ra phải là số 5 nè, này là số lùi nè, kèm với lại đây là thắng tay à, rồi. Bộ chân ga thì gồm có 3 chân, này là chân con nè, này là chân thắng nè, này chân ga nè à. Kích thước thì nói chung là làm gần bằng so với xe thật, có thể khác chút đỉnh nhưng mà khác cái độ khác nó không nhiều lắm. Còn ở đây các phím chuyên dụng này để có thể mà mình dùng để ấn nút hay là cái gì đó trong game hoặc là trong chương trình giả lập ha. Đây, cái này là phần mềm giả lập CD Car Simulator nha, để lái thử nha. Test tới game Project Cars 2. Luôn rồi.
khá dễ đua xe. Chưa tới nào đưa xe.